Greener. Bạn muốn nhận được thật nhiều kim cương, những trang phục độc đáo có 102 và vô vàn các phần quà hấp dẫn khác. Bạn và những người anh em muốn trải nghiệm một giải đấu thực sự, muốn được thử cảm giác trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Tham gia ngay Free Fire Cup, giải đấu online đầu tiên trong Free Fire. Với cơ hội nhận tới 10.000 kim cương. Cùng với đó là bộ trang phục cực hiếm chưa từng mở bán, khủng long xanh. Còn chờ đợi gì mà không cùng anh em chinh phục chiếc cúp Free Fire danh giá ngay thôi. Để tham gia, các bạn chỉ cần làm theo những bước sau. Mở ứng dụng Free Fire Cup, ấn vào tham gia đội. Tại đây, các bạn có thể lựa chọn tham gia một đội tuyển có sẵn hoặc tạo một đội tuyển mới dành cho bản thân mình. Nhưng tại đây, tôi đã nhận được một lời mời tham gia từ người bạn của mình và chỉ cần ấn xác nhận mà thôi. Khi đã vào đội, các bạn có thể bắt đầu ngay với con đường chinh phục vinh quang với tối đa 25 trận đấu và tối thiểu 10 trận đấu. Với mỗi đội sẽ có tối đa 4 người chơi, nhưng nếu các bạn chỉ có 1 hoặc 2, không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ ghép cặp ngẫu nhiên bạn với những người chơi bình thường như đấu rank vậy. Có anh em chơi thì vẫn vui hơn đúng không? Sau mỗi ván đấu, các bạn sẽ được tính điểm tùy vào màn trình diễn của mình như một trận đấu xếp hạng vậy. Hệ thống sẽ ghi nhận kết quả 10 trận đấu tốt nhất của các bạn để tính ra tổng điểm cuối cùng. Các bạn có thể tra cứu lại lượng điểm tại bảng xếp hạng, ấn kiểm tra và ngắm nghía đối thủ, xem lại các chỉ số của đội mình để đề ra các chiến thuật hợp lý nhất nhé. Và cũng đừng quên chia sẻ thành tích để bạn bè cùng biết và ngưỡng mộ nào. Hãy cùng sẵn sàng để thể hiện đẳng cấp cùng Free Fire Cup. Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin và những trận đấu esports đỉnh cao.